Phùng Ngọc Huy là khách mời tập mới nhất của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà phiên bản ở Mỹ, phát sóng tối ngày 1 tháng 7. Trò chuyện với MC Thúy Nga, nam ca sĩ hiếm hoi nhắc đến bé La Vi, La Vi đang được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Tôi lo lắng mọi chi phí của con. Cứ cuối tuần, tôi gọi điện trò chuyện với con. Song ước mơ của tôi là vẫn muốn La Vi ở Mỹ. Do vậy, tôi muốn tập trung công việc để kiếm tiền vừa lo cho bé vừa tiết kiệm đủ vững vàng. Sau đó, tôi hy vọng sẽ về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Tôi thích chở bé đi học, dù có vất vả cũng vẫn muốn. La Vi là con gái của cố diễn viên Mai Phương và ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Sau khi Mai Phương qua đời cuối tháng 3 năm 2020, vấn đề ai có quyền nuôi bé La Vi giữa ông bà ngoại và hai cô bảo mẫu do Phùng Ngọc Huy chỉ định trở thành câu chuyện được khán giả quan tâm. Về sau, phùng ngọc huy thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái vì chưa thể về việt nam nên anh gửi con ở chỗ hai cô bảo mẫu và nhờ bố mẹ để lui tới thăm hỏi phùng ngọc huy mong sớm được đoàn tụ với con gái mong mỏi đưa con gái đi định cư nhưng phùng ngọc huy hiểu rằng con đường ấy còn nhiều vất vả đặc biệt về kinh tế bản thân anh sang mỹ định cư cách đây vài năm buộc phải vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số không qua đây Tôi sốc tới nỗi không dám coi Facebook, sợ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu, tôi đi bán mỹ phẩm, không biết chạy xe hơi nên buộc đi xe đạp. Từ chỗ thuê phòng ở ra chỗ làm là 15, 20 phút. Vào mùa đông, tôi cứ chạy 5 phút là dừng lại, trà hai tay vào nhau cho ấm, nam ca sĩ nhớ lại. Sau một thời gian, vì dịch khó khăn nên Phùng Ngọc Huy không thể tiếp tục công việc bán mỹ phẩm hay đi hát anh chuyển sang hợp tác kinh doanh online thực phẩm với một người bạn tự nhận xét bản thân là người ít nói ông bố trẻ rất ngượng ngùng khi phải mưu sinh bằng nghề livestream bán hàng vốn cần sự hoạt ngôn lần đầu tiên bán tôi ngại lắm tại trước giờ chỉ biết đi hát thôi sau này tôi học được những cách thuyết phục khách mua điều tôi thích là mình vừa được bán hàng mà vừa được hát nên đầu tư dạng âm thanh hiện đại tôi bán thì ít mà hát thì nhiều phùng ngọc huy kể sau khoảng một năm hợp tác, anh tách gia tự kinh doanh. Nhờ có kinh nghiệm nên mọi việc diễn ra thuận lợi. Anh tự thiết kế một căn phòng riêng phục vụ việc bán hàng như, đóng tủ, lắp đặt âm thanh, ánh sáng. Về hàng hóa, anh đang bán khoảng 200 món ăn vặt của Việt Nam. Phùng Ngọc Huy chia sẻ về công việc bán hàng với Thúy Nga. Dù cực khổ là thế, Phùng Ngọc Huy cảm ơn điều đó vì giúp anh biết chân quý cuộc sống. Ở Việt Nam, Tôi bị lệ thuộc ba mẹ quá nhiều. Nếu không đi hát, mỗi ngày ở nhà cũng có ba mẹ lo đủ ba bữa cơm, không lo lắng hay suy nghĩ gì. Khi qua đây, tôi không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa, phải cố gắng tự lập hết, nhờ vậy trưởng thành hơn. Ngoài ra, trong thời điểm dịch khó khăn, anh thấy may mắn khi có công việc bán đồ ăn online, cũng đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho những người thân. Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. Anh Tuấn